Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Dư Hùng. Chiều tối của tôi ngày 31 tháng 10 năm 2020, thứ bảy. Hiện giờ, bão Goni, một cơn bão rất lớn, cấp 5 Hurricane 5, khoảng chừng uh, 175 mile một giờ, tức là khoảng chừng 200 50 km một giờ. Một cơn bão rất lớn đang hoàn hành phá tan nước Philippines. Đây là cơn bão lớn nhất nhiều năm trời và đặc biệt là lớn nhất năm 2020. Và đang hoàn hành xong thì sẽ tiến về Việt Nam. Đó là nỗi lo âu của tôi sợ rằng cơn bão này sẽ gây chấn động cả miền trung lần nữa gây bao nhiêu tan nát tan hoang thì tôi có một bài bình luận về vấn đề cơn bão goni ở bên kênh gia đình và fan góc nhìn hoàng di hùng những tin tức thời sự của bão goni nếu quý vị muốn biết rõ hơn thì qua kênh đó coi chương trình này chương trình bão goni nhưng hôm nay đó ở mỹ thưa quý vị là ngày lễ halloween bây giờ thì các trẻ em ở ngoài đang tuôn ra đường để đi xin kẹo tôi xin mở ngoặt và đóng ngoặc là tôi nói về đề tài này trên phương diện văn hóa và lịch sử chứ tôi không có nói ý rằng là để đi mở ngoặt và đóng ngoặc là những người đó là tuyên truyền thiên chúa giáo À, sự kiện nó xảy ra thì chúng ta biết như vậy còn quý vị tin cái chuyện gì đó là chuyện của quý vị chứ có những người mà theo những tôn giáo khác cực đoan thì họ bất kỳ một cái chuyện gì tôi nói thì là đi, đi đi xuyên tạc thí dụ như tôi nói là cha mẹ tôi dạy tôi hồi còn nhỏ đừng có phí của trời trời cho đồ ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu và hãy giữ gìn nếu mà mình không có ăn hôm đó thì mình phải ráng ăn cho hết thà hư bụng mình chứ đừng hư của Chúa. Còn dư lại nếu mình có thì mình làm phúc cho những người không được may mắn hơn cho mình. Thì có những người tấn công tôi nói rằng là cho tôi phỉ bán các đạo khác. Tôi chỉ coi đạo Chúa là quan trọng. Cái này là sự kiện cha mẹ tôi dạy tôi như vậy. Còn quý vị tin đạo nào đó là quyền của quý vị. Tôi chả có phỉ bán đạo nào hết. Nên tôi cũng xin mở ngoặt và đóng ngoặt nơi đây khi tôi nói về lễ. Halloween và tôi nói về một ngày lễ trong sự kiện lịch sử và văn hóa của Tây Phương và đặc biệt là của nước Mỹ. Thưa quý vị, tôi nói về ngày lễ này thì cũng chỉ là nói cho sự kiện đang xảy ra chứ bình luận chính của tôi sẽ là một bài bình luận về vấn đề Triều Tiên. Tôi cũng xin nói trước và bình luận chính của tôi là bình luận về chủ tiên thì uh, <laughs> hôm nay thưa quý vị là ngày lễ ở bên mỹ là ngày lễ Halloween, Halloween là cái vòng sáng cái vòng cái vòng vòng quanh trên cái đầu của mình đó mà tây phương nó coi như là cái vòng vòng ánh sáng thánh thiện đó, Halloween ngày lễ này là ngày lễ trước ngày lễ các thánh của người Tây Phương. Ngày lễ các thánh của người Tây Phương là ngày mùng 1 tháng 11. Rồi sau ngày lễ các thánh của người Tây Phương thì ngày lễ các linh hồn, tức là những vị mà chưa được làm thánh. Đối với người Tây Phương chứ tôi không có nói về các đạo khác thôi, tôi cho nó đối với đạo Thiên Chúa Giáo, họ quan niệm như sau. Khi mà mình chết, linh hồn mình chưa bị phán xét đó, xong á, tức là chưa được Chúa cho lên trên thiên đàng thì phải vào trong một nơi họ gọi là luyện ngục tiếng Anh nó gọi là purgatory tức là cái nơi mà thanh luyện một thời gian để cho được sạch sẽ rồi thời gian đó Thượng Đế mới cho về trời và khi người những ai mà đã về trời rồi đó thì những người đó được gọi là thánh cho nên đó là All saint Day là những ngày của các thánh thì các thánh là những người đã ở trên trời Ngày của các linh hồn là những người còn chưa lên trời mà đang ở trong luyện ngục, nơi tôi luyện thì đó gọi là All Souls Day. Ngày các thánh từ ngày là All Saints Day, được kỷ niệm trước là ngày các thánh. Nào, rồi sau đó thì mới đến ngày mùng 2 tháng 11 là ngày All Souls Day. Ngày All Souls Day là ngày mà bên Thiên Chúa Giáo, người ta ra nghĩa địa, người ta dân thánh lễ người ta cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên người ta cầu nguyện cho các người đã khuất được mau sớm được hưởng thức phúc thiên đàng đó là ngày ngày các linh hồn mà người Việt Nam á tôi không biết ở trong nước nói như thế nào nhưng mà người Việt Nam hải ngoại vì để tôn kính các ông bà tổ tiên vì để tôn kính những người đã khuất cho nên ngày mùng 2 tháng 11 thì họ gọi đó là ngày của các đẳng, đẳng đây là các đấng, các đấng bậc của cha mẹ mình đó. Còn ngày mùng 1 thì gọi là ngày các thánh. À, đó là tôi nói trên phương diện về văn hóa và lịch sử, tôi không có nói về vấn đề đức tin nha. Ai tin đạo nào thì người đó giữ, đừng có ngồi mà nhảy qua bảo là tôi tuyên truyền cho đạo thiên chúa giáo. Rồi á, trước ngày các thánh thì được gọi là ngày ngày Halloween là vì ấy, họ quan niệm là có những linh hồn chưa được siêu thoát cũng chưa được xuống dưới luyện hình còn vất vưởng người không ra người ma không ra ma cho nên cho nên là cái ngày mà nơi mà trước khi các thánh được làm thánh đó, thì quỷ ma xuất hiện cám dỗ rất là nhiều cho nên được gọi đó là ngày hollow tức là ngày mà cái vần sáng tức mình nói là ngày mà trước cái hừng Đông trước khi được làm thánh là có những người này người nọ tức là người và cái gì đó nó chưa phân biệt thì đi quấy rối à, đi cái quấy rối cái này nó được tập tục là từ thế kỷ thứ 8 ở tại bên phía của nước nước Anh á, và nước Pháp là gì đó lúc đó nó cái ngày lễ nó gọi là ngày lễ Samhain của người sao tích ngày lễ Samhain người sao tích Lúc đó thì họ đã đi theo đạo Thiên Chúa Giáo nhiều rồi. Và khi mà người sau tích ngày gì đó đó thưa quý vị, họ trước ngày lễ các thánh thì họ tụ tập quay chung quanh vận lửa, họ kể chuyện về những người sống thánh thiện và những người không thánh thiện. Họ quay chung quanh vận lửa rồi họ ăn, họ uống. Đó là cái ngày trước ngày lễ các thánh rồi dần dần nó trở thành một cái tập tục khi mà mình chở mình kể cái câu chuyện hồi xưa đó quý vị biết rồi giống như là những ai mà đi hướng đạo đó ban tối cái thú vị lúc đó đâu có phải giống như bây giờ là có wifi rồi xem hết cái này nọ khi mà quay quần chung canh đó, mà kể chuyện xong đó, thì tự nhiên người ta thích nghe chuyện ma chuyện ma quái rùng rợn thế dần dần nó trở thành một cái tập tục thôi quý vị và tập tục đó nó gọi là cái ngày lễ cái Ngày mà được phần sáng trước cái ngày lễ các thánh Thì đó là ngày ma quái Tại vì kể chuyện ma quái <laughs> Từ thế kỷ thứ 8 Tức là năm, ngàn, năm 700 bao nhiêu đó thưa quý vị Nên đó là Tôi nhớ không lầm á, Thì là lúc đó là Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 8 Thế kỷ thứ, 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 thứ 8 á thì Đức Giáo hoàng Gregory thứ 8 á, ra cái sắc lệnh ấn định ngày mùng 1 tháng 11 là ngày lễ các thánh. À, là ngày lễ các thánh. Thì cho nên là lúc đó là người ta tụ tập mà kể chuyện trước ngày lễ cá thánh á, là kể chuyện ma quái đó thì nó vào thế kỷ thứ 8. Thế rồi khi mà Thiên Chúa giáo đi khắp nơi trên thế giới qua những đế quốc đế quốc Anh, đế quốc Mỹ, xin lỗi đế quốc Anh, đế quốc Pháp, đế quốc Bồ Đào Nha, đế quốc Đức này thì người ta mang những câu chuyện này và văn hóa này người ta đi khắp nơi trên thế giới thưa quý vị và nó cũng du nhập vào nước Mỹ. Thời gian đầu nó du nhập mạnh nhất là ở Maryland rồi dần dần là nó lan truyền khắp nơi mà Mỹ thì quý vị biết rồi là vì nghe chuyện ma quái con nít nghe thì khoái lắm cho nên là giả làm ma quái đi trên năng kẹo thì họ có cái câu là trick or treat trick là bị lừa hoặc là tweet tức là chi trả Phải cung cấp chữ tweet đây tức là phục vụ cung cấp chi trả một là bị lừa hai là phải cho tôi cái gì nữa không thì là cho kẹo đó nó trở thành một cái tập tục bao nhiêu bao nhiêu trăm năm nay rồi mà tập tục này tôi quý vị thú vị lắm hợp bé ai cũng thích hết á con nít thích lắm thưa quý vị hồi tôi nhớ tôi đi xin kẹo bên mỹ ngày lần đầu tiên thích xin kẹo và kẹo kẹo ngày lễ halloween không cho là tụi tôi có quyền quậy phá thấy không mà đi thì đi cùng một bầy nên đi vui lắm giờ này đang đi ở ngoài thưa quý vị rất là vui họ vô họ gõ cửa thì trước khi mà ấy đó thì như như này nè tại vì tôi ở có một mình cho nên là cũng không có sao tôi đóng cửa còn ấy là ở cái nhà tư đó là phải chuẩn bị kẹo rất là nhiều để từ khoảng chừng chập tối cho đến 11 giờ đêm thực sự trong tới 11 giờ đêm tập chập, chập tối cho đến khoảng 9 10 giờ đêm thôi thì hết rồi con nít đi ngang qua gõ cửa có nhiều gia đình đó, họ làm biến mở cửa họ để luôn kẹo ở ngoài hết đó. đứa nào cũng lấy gì lấy có nhiều đứa đi tới trước đó, tham lam thôi quý vị đổ hết vô trong cái bọc của mình nhưng mà sau này đó thưa quý vị thì có nhiều người họ cũng tàn ác lắm, họ cũng họ chơi họ giấu kim trong kẹo này nọ đó cho nên là nước Mỹ họ cũng cảnh giác các bậc phụ huynh để coi chừng các cái kẹo đó có bị độc hay có bị kim hay có gì không tại vì đó cũng là trò ma mảnh, ma quái tối lại với ma quái thưa quý vị. Vậy là sơ lược cái tiểu sử về xin lỗi là coi như cái câu chuyện của Halloween văn hóa của nước Mỹ, của thế giới Tây Phương. Tôi cũng xin mở ngoặt và đóng ngoặt lại một lần nữa. Đây tôi chỉ nói trên phương diện về sử, về văn hóa, về tập tục của Tây Phương. Không phải là để đi nói chuyện về Thiên Chúa Giáo. Nên xin quý vị đừng có bỏ chữ vô trong miệng tôi rồi là là bắt đầu là chữ bới. Tôi ngạc nhiên vô cùng chỉ câu nói của mẹ tôi nói với tôi là Thà hư bụng người chứ đừng hư của Chúa dư đồ ăn á, nếu có cái gì thì làm phúc cho người khác. Thế mà cũng nói là tôi đi tuyên tuyên truyền đạo thiên chúa giáo để rồi sĩ vã thôi. Tôi không hiểu những người đó họ suy nghĩ như thế nào. Đạo của họ họ giữ, còn đạo của tôi tôi nói cái gì đó là chuyện của tôi, tôi không đi tuyên truyền của ai hết á, thưa quý vị. Đó là sơ câu chuyện của Halloween và báo tin cho quý vị cơn bão Goni có thể đánh vào Việt Nam trong 24 tiếng đồng hồ tới. Mà bão đó đánh vào còn nặng hơn các bão trước nữa Rất là lo âu thưa quý vị Nhưng hôm nay tôi vô cái đề tài chính Đó là câu chuyện Ở Triều Tiên Câu chuyện ở Triều Tiên hôm nay tôi muốn nói chuyện là Câu chuyện của các bà Coi nó không quan trọng Nhưng mà nó là một cái gì đó rất, rất quan trọng Không quan trọng mà lại quan trọng đó đó là một đó là những chuyện của các bà thôi chuyện các bà thì bây giờ đó là quý vị biết rằng là từ cái ngày khoảng chừng tháng 7, tháng 8 cô em ruột của lãnh tụ Kim Jong Un là cô Kim Yo Jong là đã có những quyết định như là cho phá cái tòa cao ốc 4 tầng ở tại cái khu vực khu vực uh, khê sông không? để cắt đứt liên đới giữa triều tiên và, và hàn quốc cũng như là gửi một cái tín hiệu sang nước mỹ là họ muốn cắt đứt quan hệ nếu mà nước mỹ không có nối kết vấn đề đối thoại một cách thành thật trong vấn đề vũ khí hạt nhân hoặc là vấn đề mà bãi vận cho triều tiên thì bà Kim Yo Jong từ đó cho đến cái ngày mà kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động. Bà có xuất hiện lần nữa nhưng mà cái ngày mà bà xuất hiện trong cái 75 năm thành lập Đảng Lao động. Đó, thì truyền hình chính thức của Triều Tiên đưa ra đó thấy bà đóng vai là một chính khách. Và ngồi cách xa lãnh tụ không bao nhiêu hết. Cách xa mấy mét thôi. Nhưng mà đó là vai trò của một chính khách. Và truyền thông của Triều Tiên không có đưa nhiều hình ảnh, chỉ đưa sơ thấy như vậy thôi. Và không thấy bà nói gì hết. Trong khi đó, đó thì có một người khác. Mà người khác đó lại là người đóng vai trò. Đóng vai trò mà mà trước đây bà Kim Yo Jong làm. Là tiếp khách. Là lấy vòng hoa, lấy bó hoa là cái gì nó tiếp khách hết. Đó là bà Hyeong Songwo. Hyeong Songwo. Tôi sẽ đi sâu về câu chuyện của bà Hyeong Songwo. Tôi sẽ đi sâu vào câu chuyện này. Rất lý thú thưa quý vị. Mà ngày sáng, tối, tối, tối khoảng chừng 11 giờ đêm 11 giờ đêm ngày 30 tức là cách đây khoảng chừng có mười mấy tiếng thôi. Tờ New York Post có viết một bài bình luận về vấn đề này. Tờ New York Post với ký giả Yaron Steinbuck đã viết bài bình luận là xuất, sự xuất hiện của bà Hyun Song Bo. Nó có một sự thay đổi trong chính trường của của Triều Tiên. Và cũng trong tờ báo này đó thì ký giả Jaron Stenberg có nói rằng là người phụ nữ bên cạnh mà nếu mà không phải là cô em ruột thì trước đây thường thường là người vợ của lãnh tụ Kim Jong-un là bà Ri Sun Yu 31 tuổi. Nhưng mà bà Ri Sun Yu đó thì theo ký giả Jaron Stenberg thì cũng đã không xuất hiện trước công chúng cũng nửa năm rồi. Vậy thì ý nghĩa mà sự xuất hiện của bà Hy, ông Song Wo là gì? Ý nghĩa đó là gì? Ê, cái câu chuyện này cũng khá hay thưa quý vị. À, bây giờ mình đi sâu vô cái bà Hyong ông song chút xíu Thì mình mới thấy rằng là Giữa bà với bà vợ của ông Lãnh tụ Kim jong Un có cái gì hay không? Thực ra đó bà Hyong Song Hwo đó thưa quý vị Bà lớn tuổi rồi, bà bốn mươi mấy tuổi rồi có như vai đằng chị rất là xa của bà ri so yoon nhưng mà cho tới giờ phút này nó cũng nó có những câu chuyện phải nói là nó âm ỉ ở đằng trong mà tôi không biết là thiệt hay giả như thế nào tôi không biết thiệt hay giả như thế nào nhưng mà nó âm ỉ đối với người nhật và đối với người hàn quốc và họ cho rằng là cái người tình đầu đây tôi không nói tôi nói nha thưa quý vị đây tôi nói là các báo chí của hàn quốc của nhật bản á, từ bao nhiêu năm nay âm ỉ nói rằng là bà hi ông song wo là người tình đầu người tình đầu của ông kim jong un mà rồi đó thì cũng giống như việt nam nói là, là có cái câu là chơi là tình cũ không rượu cũng đến à, tình cũ không rượu cũng đến có thiệt là tình cũ không rượu cũng đến hay không đây là cái câu chuyện mà họ đang bàn tình cũ không rượu cũng đến nên là bà khi ông sông vô đang làm chuyện mà mọi người <laughs> chú ý là chắc là có chuyện gì xảy ra bây giờ à. Họ nghĩ rằng là chắc có chuyện gì xảy ra. Thưa quý vị là ông Kim Jong Un á, ông năm nay ông bà 36 tuổi. Ông sinh vào tháng ngày 16 ngày tháng Giêng năm 1984. Tuổi Mỹ á, là ông đã 36 tuổi sắp sửa 37 tuổi, tuổi Việt Nam là ông 37 38 tuổi rồi. Trong khi đó là bà Hy ông Song Gon thì bà sinh năm 1977. Bà lớn tuổi hơn ông Kim Jong Un khoảng chừng 7-8 tuổi. Nhưng mà ngày đầu tiên mà ngày cái thời gian đó, mà ông Kim Jong Un quay trở lại Thụy Sĩ ấy, về lại Triều Tiên đó, đó là vào năm 2011. Thì quý vị biết rồi đó người phụ nữ gái một con trong mòn con mắt, gái một con trong mòn con mắt. Người phụ nữ tới cái tuổi đó là cái tuổi mà gọi là, là mặn mà. Nên là người ta nói rằng là thời đó đó. Đây tôi xin nhắc lại, tôi không phải tôi nói Báo chí Hàn Quốc và báo chí Nhật Bản nói rằng là ông lãnh tụ Kim, Yo -yong, xin lỗi, Kim Jong, tôi Kim Jong-un về thì thấy bà Hi ông Song Won đó, đẹp. Phải nói là đẹp. Đứng đầu cái đoàn ca hát của 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 lãnh tụ lúc đó là ông Kim Kim Chính Nhật nên là là hồi đó là ông Kim giao choáng bán ván choán chán và mê bà khi ông xong quân và câu chuyện đó nói rằng là chứ cái câu chuyện đó nó hay lắm cho nên tôi mới nói là để nói về tiểu sử của bà này trước phải hiểu tiểu sử rồi mình mới bàn qua đến cái bà, bà vợ tới bây giờ. Đó là người ta nói là bà vợ đó. Rất là trẻ đẹp và Ri Son Yun là vợ. Nhưng mà thật ra đó là không phải là mối tình đạo. Mà bà cũng chỉ là người mà được uh, sau này đó. Cho nên đó là khó nói lắm. <laughs> trẻ hơn thì đương nhiên là trẻ hơn ông uh, Kim Jong Un. À, nhưng mà bây giờ đó là người ta nói là bà, kẻ trẻ hơn ông Kim Jong Un không bao nhiêu hết chỉ khoảng một hai tuổi thôi bà sinh năm 1985 thôi quý vị bà trẻ hơn thế bây giờ đó là bà đã có con với ông Kim Jong Un rồi nhưng mà đó là cái câu chuyện cái người trước đó, là bà Hyun Song Won người ta nói là bà cũng có thai này nọ có con thực sự trong thể chế của Triều Tiên đó không biết là thật giả như thế nào nên là nó có nhiều sự đồn đoán người triều tiên thì không được đồn đoán nhưng mà đồn đoán của báo chí hàn quốc thì rất là nhiều và đồn đoán của báo chí nhật bản thì rất là nhiều đồn đoán nên riêng á, về cái, cái gọi là cuộc hôn nhân giữa ông kim jong un á, và bà 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 vợ bây giờ là ri soju thưa quý vị thì là hai người là cứ theo bình thường của Triều Tiên thì không nói nhưng mà Hàn Quốc với Nhật Bản có nói đó là năm 2010 thì họ đã có một đứa con trai một đứa con trai năm 2010 và đó là thấy rằng năm 2012 bà có mang thai một lần nữa rất là rõ ràng và theo nhiều người đó là giàu là Triều Tiên không nói gì nhưng là cứ thường năm 2013 bà đã sanh ra một đứa con nữa cho ông Kim Jong-un. Và đứa con này đó, theo tờ The Sun đó, là một cô gái rất khỏe mạnh. Theo tờ The Sun, chứ không phải là theo 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 tờ nào nữa. Theo tờ The Sun là cái cuộc mang thai lần thứ hai của bà vợ Ri So-yu là sinh ra được một cô con gái khỏe mạnh, thưa quý vị. Và theo tờ The Guardian của Anh, ấy, thì lúc đó là một người chơi bóng rổ là ông Rodman chơi chơi thể thao bóng rổ, thì có gặp tờ tờ Guardian ông, tiết lộ ông bảo là trước khi ông qua Triều Tiên đó ông mới biết rằng cái cô con gái mà được sanh ra đó cô con gái được sanh ra đó thì được đặt tên là Kim Ua Kim Ua Kim Ua đó là theo lời tiết lộ của anh thể thao bóng rổ Rodman tiên nói rằng là cái cô con gái mà được sinh ra năm 2012 do bà Ri So được đặt tên là Kim Yu A Kim Yu A à, thưa quý vị đó là riêng về bà Kim... Ri So Yu bà vẫn được lòng của lãnh tụ nhưng bà không xuất hiện 6 tháng nay thì người ta cũng đang rất là thắc mắc rồi bà em á, là bà Kim Yo Yong á, là vai trò trước đây đó không còn thấy nữa mà bây giờ trở thành một chính khách nên là người ta quan tâm thì bây giờ tôi mới đi sâu vô tiểu sử của bà hi yong song go và cái vai trò của bà như thế nào bây giờ mình đoán đoán thôi chứ không dám khẳng định đoán thì tôi xin thưa với quý vị đã rõ rằng là bà sinh năm 1977 bây giờ bà khoảng chừng 43 tuổi bà lớn hơn ông lãnh tụ Kim chân Un khoảng chừng sáu uh, bảy tuổi. Bà đó là một người hát trong cái ban nhạc của Triều Tiên. cái ban nhạc đó chuyên môn là, hát cho các lãnh tụ và các uh, chính khách và những VIP những người quan trọng. Ban nhạc đó được tên là gọi là Po Electronic ensemble. Đó là cái băng nhạc đó như vậy. Thế rồi giờ, bây giờ đó là năm 2010 hay 1110 gì đó. Thì ông uh, Kim Jong Un được lệnh của cha là Kim Jong In tức là Kim chính Nhật để quay về nước từ Thụy Sĩ. Thì như tôi nói trước đây là truyền thông của Hàn Quốc và Nhật Bản có xôn xao Xôn xao chứ tôi không nói đó là sự thật tôi quý vị đó Họ xôn xao họ có những cái dư luận không Họ nói rằng là bà bà Hyun Song Woo lúc đó rất đẹp lộng lẫy và ông Kim Jong-un nhìn thấy bị chóa mắt. Vì tôi có nói một cái câu nói hồi nãy đó là, là gái một con trong mòn con mắt. Là vì trước đó đó. Bà. Bà Ri son Yun Năm 2006 đó. Bà không có xuất hiện trước công chúng. Để hát. Mà người ta nói rằng là bà lúc đó bà có. Theo, theo, theo đây là theo. Theo thông tin của Nhật Bản loan truyền nói rằng là bà đã bà đã làm đám cưới với một người một quân nhân cao cấp của Triều Tiên và năm đó là năm 2006 bà mang thai nên bà không có xuất hiện trước công chúng vậy thì bà nếu mà gọi là cái dư luận này đó là nếu có đó, thì bà coi như vậy là bà năm 2006, 2006 bà mang thai Vậy thì chắc bà đã sanh hạ đâu đó năm cuối năm 2006 hoặc vào năm 2007 Thì bà đã là gái một con <laughs> Và khi ông lãnh tụ Kim Jong-un về Sau đó vài năm thì thấy bà này gái một con thì đẹp quá Gái một con trong mòn con mắt mà đẹp quá thì cũng theo truyền thông của Nhật Bản dư luận thôi đây tôi không nói chính xác nha tôi nói là dư luận đó là chuyện kể là dư luận là ông Kim Jong Un ông thấy bà bà Hy Song Un này là gái một con đẹp quá lộng lẫy thì ông mê ông mê ông rất là mê tích thì đến tai của ông lãnh tụ là ông cha là ông Kim Jong Il khi mà nghe được cái tin là, là con trai của mình là Kim jong Un là thích thú với cô Hyon Song Won thì ông Kim jong In đã ông mới kêu kêu con trai lại tới, Hey con tương lai của con còn đẹp lắm tươi sáng lắm, con không thể nào mà dính líu vô cái mối tình này với một uh, ca sĩ một cái gì đó của trong cái ban nhạc này bố không đồng ý con phải đi lấy vợ con phải đi lấy vợ cái tình cảm gì của con mà dành cho cái cô này đó là cô hi ông song nó thì cất giấu đi con phải đi lấy vợ cho nên lúc đó đó là ông kim jong in đó, ông mới gả một trong những người hát ở trong cái ban hát đó luôn đó là Ri So trở thành vợ của của ông Kim Jong Un và như vậy đó nghĩa là trước đó đó là bà Ri So hiện giờ là phu nhân của ông Kim Jong Un đó, là ở trong ban nhạc cùng với trong ban nhạc mà người coi như là lãnh đạo cái ban nhạc đó là bà Hyeong Song Won nó có cái sự liên đới đó nó là hai cái sự chặt chẽ nó cùng ấy như vậy tức là bà Hyong Go lớn tuổi hơn ông lãnh tụ khoảng sáu bảy tuổi nhưng mà lúc đó là trẻ đẹp ba mươi mấy tuổi lãnh tụ lúc đó chưa phải là lãnh tụ là con là là một đàn ông đàn ông mới lớn con trai mới lớn thấy mê thì ông ông bố không ưa không chịu không cho cấm cấm chấm dứt tuyệt không có được dính líu gì với hi ông song vua cho gã gã cô cô một cô hát trẻ trong ban nhạc đó luôn là cô Rion Soju thì cô Rion Soju bây giờ là phu nhân của lãnh tụ nó có cái sự liên đới đó cho nên nó là mình hiểu là nó có gì đó, nó khó nói lắm thế rồi khi mà ông bố mất thưa quý vị thì nó có nhiều cái xáo trộn mà không ai hiểu gì hết Rồi cái thời kỳ đó là nhiều cái thông tin nói rằng là Là phải bị bà Hiêm Sông Vua là phải bị thanh trần Mà thanh trần á, là do cái sự ghen tuông Đủ thứ hết Có thể có sự ghen tuông mà không biết Vì bị, bị thanh trần Nói rằng á, là bà ăn mặc uh, khiêu dâm ăn mặc khiêu dâm thì quý vị thấy rằng là hình ảnh và đưa ra đó thì thấy rằng là bà chỉ mặc giỏi lắm mà lúc nhảy múa đó, thì váy hay quần nó cũng đã tới nửa nhất là gần tới đầu gối rồi ở bên tây phương đó chả là cái gì hết tây phương họ còn mặc bikini hay đủ thứ còn đây cái là tới đồ đã tới sát tới đầu gối rồi mà còn coi rằng đó là là khiêu dâm nên họ mới nói rằng là Vì lý do khiêu dâm đó Cho nên nó theo tờ Chosen Ibo của Hàn Quốc đó, Vào ngày, 10, ngày 29 tháng 8 năm 2013 Nói rằng ông Kim Jong-un đã ra lệnh xử bắn Bà Hyong Song-woo cùng với 11 người trong đoàn hát của bà Tôi xin nhắc lại là ngày 29 tháng 8 năm 2013 Tờ Joseon Ibo của Hàn Quốc Có loan tin rằng là lãnh tụ Kim Jong-un Ra lệnh xử bắn Bà Hyong Song-wo Và 11 người trong đoàn hát đó Vì tội có những hình ảnh khiêu dầm Thì bây giờ nó đâu có đúng đâu, đúng không? Đúng không đúng Nên là nhiều khi mình thấy rằng là dầu rằng là các truyền thông ha, tây phương có loan tin này loan tin nọ thì quý vị cũng nhất là liên quan đến triều tiên cũng phải cẩn thận là vì họ họ nói rằng là họ được tin này tin nọ nhưng mà cuối cùng không chính xác đó là tờ Châu Sơn Ibo đã loan tin vào ngày 29 tháng 8 Nên bây giờ nó không chính xác Rồi bắn đi một thời gian đó Thì tới rất là lâu thôi quý vị Rồi bây giờ đó là vòng vào ngày 16 tháng 5 năm 2014 thì bà Hyong Song-woo bà xuất hiện lên truyền thông của Bắc Hàn truyền thông của, của của Triều Tiên và vai trò của bà là bắt đầu nó lại nổi lên thì ồn ào một thời gian lúc đó bà được nổi lên được là coi như là sẽ đứng đầu một cái ban nhạc đó gọi là The bong bang tức là ban nhạc mua bông ban nhạc này là ban nhạc sẽ chuẩn bị cho triều tiên đi dự olympic để cùng hát với ban nhạc của hàn quốc đứng chung không phải là tách rời ra hai quốc gia để nói lên ý nghĩa là hai quốc gia vận động tiến tới một sự thống nhất đất nước nên sự xuất hiện của bà lúc đó là một sự chấn động và đó câu chuyện mà gọi là năm 2017 bà đã được uh, trung ương của đảng lao động của triều tiên chỉ định cho bà đi tham dự tham dự uh, olympic games á, vào năm 2018 để cùng chung đứng với Hàn Quốc hát biểu diễn và nói chung là cả Hàn Quốc thích bà này lúc đó đam mê cách nói chuyện cách rồi gọi đấy ăn mặc rất là đẹp phải nói là hình ảnh đẹp lắm thưa quý vị đẹp lòng lẫy hồi đó bà xuất hiện cũng đã làm cho cả nước Hàn Quốc rúng động tim đập thình thịch thấy khuôn mặt rất đẹp ăn mặc rất là phải nói là hấp dẫn kiểu của kín đáo chứ không phải rằng là là hở hang đâu kín đáo mà đẹp đó là cái thời kỳ năm 2018 thì quý vị biết rồi là lúc đó là ông Kim Jong Un bắt đầu có sự sự đối tác với tổng thống Donald Trump và gặp tổng thống Donald Trump và đã từng gặp tổng thống của Hàn Quốc là ông Moon Jae In để tương tác làm sao một quốc gia thống nhất Triều Tiên và Hàn Quốc. Nên sự hiện diện cái hình ảnh của bà Hyun Song Woo là hình ảnh là muốn sự thống nhất của Hàn Quốc và Triều Tiên. Nó là sự khao khát bày tỏ sự muốn thống nhất Hàn Quốc và Triều Tiên trong sự hòa bình trước đã. À, Thế bây giờ đó vào cái ngày kỷ niệm 75 năm thành lập 75 năm thành lập Đảng Lao Động thì bà Hiên Song Vuông bà lại đóng cái vai trò thay thế cho cô em Kim Du Yo Yong trước đây Bà Kim Du Yo Yong trước đây á, là vai trò đó là quyền lực nhưng mà là vai trò tiếp khách dùng cho lãnh tụ Kim Jong Un Đi đây đi đó chào người này người nọ Lấy hoa lấy quà Nhưng bây giờ đó là bà Kim Yo Vô Jong đó, Lại đóng cái vai trò Là một chính khách Ngồi giống như những vị thượng khách Những VIP, những chính khách khác Xuất hiện rất là mờ mờ thôi Còn bà đó khi ông Song Wo là lại xuất hiện với tư cách là mặt nổi thay thế mà thì ý là cái sự hiện diện đó Nói lên rằng là Bà Hyong song Wo là một biểu tượng Mà Triều Tiên Mong muốn có sự Thống nhất trong hòa bình Với Hàn Quốc Đó là biểu tượng Ngày hôm đó đó Dầu rằng có đưa ra những cái diễu binh Và những hình ảnh à, Các à, vũ khí chiến lược Bắn xa tới nước Mỹ thí dụ như vậy đó. Thì đó cũng chỉ là Trưng dẫn thôi Nhưng mà đã bài nói chuyện Của ông Kim Jong Un đó Là đã xúc động Và đã khóc để Mong muốn rằng là Hàn Quốc vượt qua Dịch Covid-19 Và mong muốn cho Hàn Quốc an lành Thì người ta nói rằng là ý ông muốn gửi Một thông điệp từ hình ảnh Đến lời nói hình ảnh là Bà khi ông Song Wo và lời nói đó là một sự cảm thông và muốn nối kết với Hàn Quốc chứ không phải là muốn nổ nổ cái bức, nổ nổ cái tòa nhà 4 tầng ở tại à Sông như bà Kim Yo -yong. Kim Jong. -un, xin lỗi, Kim, Kim Yo, chứ không kia Kim Kim Yong Và thưa quý vị thì chính vì như vậy cho nên là là ký giả Jaron Stanback của tờ New York Post mới nói rằng là chứ hình ảnh đó nó nói lên gì? Có phải là bà Kim Yo Jong bị thất sủng trước khuynh hướng mới? Đó là khuynh hướng muốn nối kết lại với Hàn Quốc nên bà Kim Yo Jong mới bị cho ngồi với tư cách là VIP mà không có tiếng nói. Còn bà Hyong Songgo được xuất hiện là muốn nói lên sự hiếu hòa đó. Cũng có lý. Nhưng mà đó, thưa quý vị, chưa chắc. Lý đó là một phần thôi. Trong thể chế như Triều Tiên đó, theo tôi đánh giá đó, là bà Kim Duong mà ngồi trong cái vị trí chính khách hơn là một vị trí tiếp khách đó, là đó là vị trí quyền lực thực sự vị trí thực quyền đó là một một cách nhắn tin là bà là một người đang đi vào trong sự sinh hoạt chính độc lập có tính cách độc lập và thực quyền ở trong đảng lao động của Triều Tiên chứ không phải là thất sủng tôi xin mở ngoặc và đóng ngoặc lại lần nữa đó là góc nhìn của tôi còn quý vị có thể có một góc nhìn khác Nhưng mà tôi đánh giá Riêng tôi tôi đánh giá Đó không phải là thất sủng Mà đó là một sự độc lập Về chính kiến và chính trị Của bà Kim Yo Jong Bà sẽ là một người chính khách quan trọng Trong Triều Tiên Dầu rằng bà không nói Nhưng mà đó là vị trí quyền lực thực sự còn về bà Hyong Song Won thưa quý vị, thì theo tôi nghĩ đây là Như tôi nói là truyền thông của Hàn Quốc như là tờ Châu Bông Hoặc là bên phía của The Sun của tờ này nọ đó Họ có những cái dư luận là bà đã từng là cái mối tình đầu Người ta gọi là một cái cú đồ phút một cái cú xét đánh trong lòng của ông Kim Yu Jong, ở uh, Kim Jong Un khi ông trở về nước còn trẻ. Thì đó có thể là cái gì đó một con người một người đàn ông lớn lên thấy một cái hình ảnh đẹp đó nó lưu lại thì có thể đúng. Ông không phải là cái gì để chơi dứa nhưng mà ông thích thú về về quá khứ nên người ta nói như vậy là đúng đó. theo tôi theo tôi thôi coi vậy mà ông Kim Jong Un có tình cảm có người có tình cảm ông sắc đá đó ông ông sẵn sàng là có những quyết định táo bạo sắc máu nhưng trong đó ông lại có cái sự tình cảm có người ông có có tình cảm nên là biết khai thác tình cảm này thì sẽ đạt được quyền lợi cho Triều Tiên và cho Hàn Quốc luôn. Còn riêng bà vợ của ông Kim Jong Un là bà Ri Sun so Yu thì bà đóng vai người vợ chứ không phải là một chính khách. Bà đã có hai con với ông. Và trong thời gian này có những cái sáu trộn máy như vậy để bà không xuất hiện thì đã nói lên rằng là ông Kim Jong Un quan tâm đến bà giống như các lãnh tụ trước cha của ông là ông Kim Jong In và ông nội của ông là ông Kim In Sung không muốn cho người ta biết nhiều về gia đình không muốn cho người ta biết nhiều về vợ con nên vợ và con cần phải để đằng sau trước đã nhất là bây giờ con còn nhỏ mà đức người con trai đó bây giờ nó cứ đó là người con trai mà đã sanh ra vào năm 2009 đó, thì bây giờ đã được 11 tuổi thì người ta nói rằng là theo tôi luôn đồng ý và đây cũng là góc nhìn của tôi là sự rút về của bà Ri Sun Yun là để chấn chỉnh gia đình êm ấm nhưng mà cũng để giúp cho cậu mở ngoặc và đóng ngoặc là thái tử đi cậu thái tử cậu đó sẽ được chuẩn bị để kế thừa vị trí của cha. 11 tuổi là là phải học rồi bây giờ. Cái vai trò người mẹ rất quan trọng để giữ cho người con đó và cũng huấn luyện luôn người con đó để hiểu được chính trường của Triều Tiên. Tôi đồng ý cái quan điểm đó và đó cũng là góc nhìn của tôi luôn. Thưa, thưa quý vị, đó là câu chuyện ở Triều Tiên liên quan đến mấy bà hôm nay lắc nhắc như vậy. Cũng thú vị là mấy bà không làm chính trị như bà vợ của ông lãnh tụ là bà Ri Son Yun và cũng không làm chính trị như bà Hyun Song Wo nhưng mà là, là, bắt đầu làm chính trị là bà của em kim vô Yo dòng cả ba đó như vậy là đang làm cho cơn lốc chính trị của Triều Tiên xoáy mà nhiều người chú ý tôi xin chia sẻ thông tin này đến quý vị để quý vị mỗi người có sự nhận định riêng cho mình chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi tối ngày 31 tháng 10 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.